Chào quý anh em nha, chán quá chán rồi anh em ơi. Sau mình thì mới tuyển thêm nhân viên anh em, tại vì đợt này cuối năm rồi cho nên là khách rất là đông anh em nha. Thì mình dục cho nó cụ đề kêu nó ra lấy cái mâm dầu nó rửa. Nó lại đéo rửa mâm dầu anh em, nó lại đi lấy xăng thơm nó rửa. Thì anh em thấy đúng, nó rửa xong nó vô nó khoe mình là anh ơi em rửa cụ đề cỡ này được chưa. Má nó đưa mình coi mới tinh luôn anh em. Rửa đã lắm, đã thấy không, cụ đề mới tinh luôn, cụ đề xe anh em, má rửa nè. Mới chát luôn, nhìn nó là đã. Nhưng mà mẹ nó chứ anh em coi nè, nó rửa tem mình bay mẹ luôn rồi. Đấy cái tem zin nè anh em, nó rửa bay không còn cái gì luôn. À thấy không, này cái tem zin nó rửa bay mất chữ luôn. Cụ này là cụ đề quay quay tháng 100 anh em, dây nhỏ nè, quay tháng 100 nha. Cụ đề này là mình đăng lên bán cho anh em 800.000, giờ nó rửa bay mẹ đi tem rồi. Giờ tem mờ cong anh em thấy mờ nè, thấy không, bay mất cái lớp màu bên ngoài rồi, bực mình ghê đó anh em. Đó nè, cụ đề Mitsuba chữ nhỏ này, thấy không, cực đẹp luôn nha, rửa bay mẹ tem rồi. Cụ đề nó mới thiệt, nó mới lắm, cụ đề nó mới nhưng mà nó lấy xăng thơm nó rửa anh em, nó mới chát luôn. Giờ nó bay mẹ nó lớp sơ cái màu của tem rồi, tại vì xăng thơm anh em biết rồi, nó kỵ với màu lắm cho nên là mấy cái màu là nó đánh bay hết đó. Rửa sạch lắm, vô khoe mình là rửa cái cụ đề cỡ này nè, thấy em ok không? Ok thiệt chứ, báo luôn đó. Thì cụ đề này giờ đặt bán cho anh em mức giá bằng nửa giá lúc mình bán ra thôi nha anh em nha. Cụ đề đặt bán cho em mức giá 45.000 nha. Cụ đề này đặt đang bán, nếu mà chưa bay tem này là đặt bán là 700-800 á, mà giờ còn được có nửa giá. Anh em nào mua thì mình tranh thủ nha. Cụ đề zin Thái cho anh em nha, mới lắm, mới tinh luôn nhưng mà nó bị cái tem này, tem này tem zin nha anh em nha. À, mà giờ nó mở cầm mà anh em thấy mở không, bực ghê luôn anh em đó. Rồi ha, anh em nào cần liên hệ mình nha, một cụ duy nhất nha anh em nha, rất là mới luôn, giờ nó rửa mới quá rồi đó, tuyệt vời, rửa mới quá, mất 45.000 luôn.